Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu. Công điện được gửi cho Bộ trưởng các bộ ngành gồm Công thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo ngay các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước, bảo đảm tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung trong mọi tình huống tăng cường kiểm tra giám sát việc bảo đảm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu của các thương nhân theo đúng quy định, triển khai quyết liệt các giải pháp theo thẩm quyền để khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ ngay từ ngày 12 tháng 11. Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp các bộ ngành liên quan định kỳ trước ngày 20 hàng tháng ra soát tổng hợp, thống kê các chi phí liên quan đến kinh doanh xăng dầu và chủ động xem xét việc điều chỉnh theo quy định, bảo đảm sát với thực tiễn. Bộ Tài chính phải thực hiện ngay nhiệm vụ này để phục vụ kỳ điều hành giá ngày 21 tháng 11. Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm báo cáo kịp thời, trung thực, chính xác các thông tin theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng các bộ gồm Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, nghiên cứu xử lý những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia, hoàn thiện phương án nâng mức dự trữ quốc gia xăng dầu theo quy định. Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chỉ đạo nhà máy lọc dầu Nghi Sơn Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn có phương án phân phối xăng dầu hợp lý, ưu tiên nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp đã và đang nhập khẩu xăng dầu để hỗ trợ bù đắp chi phí. Các bộ ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Tài chính Mỹ ngày mùng 10 tháng 11 ban hành báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ. Theo báo cáo, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát về thao túng tiền tệ. Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ tháng 11 tiếp tục xem xét khả năng thao túng tiền tệ của các đối tác thương mại chính dựa trên cơ sở ba tiêu chí về thẳng dư thương mại song phương với Mỹ. Thặng dư cán cân vãng lai và can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều kéo dài. Liên tiếp trong hai kỳ báo cáo, Việt Nam chỉ vượt ngưỡng một tiêu chí về thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ với Mỹ. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đạt mức 105 tỷ đô la Mỹ, vượt ngưỡng 15 tỷ đô la Mỹ. Do đó, Việt Nam đã được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra khỏi danh sách giám sát. Từ đầu năm 2021, Bộ Tài chính Mỹ đã tiến hành tiếp xúc nâng cao song phương với Việt Nam và đạt được thỏa thuận chung vào tháng 7 năm 2021 nhằm giải quyết các quan ngại của phía Mỹ về vấn đề tiền tệ tỷ giá. Tại kỳ báo cáo này, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục ghi nhận những bước tiến của Việt Nam. Đồng thời, tại chuyến thăm làm việc của Bộ Tài chính Mỹ đến Việt Nam ngày 3 tháng 10 năm 2022, Bộ Tài chính Mỹ đánh giá cao công tác điều hành chính sách tiền tệ tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2022 rất tích cực, vượt dự toán. Tuy nhiên, năm 2023, nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới rất rõ ràng. Áp lực lạm phát lớn, doanh nghiệp dự kiến gặp nhiều khó khăn. Từ đó, dự đoán ngân sách nhà nước năm 2023 cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Đây là ý kiến tại cuộc trao đổi tại tọa đàm Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 triển vọng và thách thức do Liên minh Minh Bạch Ngân sách tổ chức tại Hà Nội. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với đề xuất thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.670.000 tỷ đồng, chi ngân sách nhà nước trên 2.076.000 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý, chi cho đầu tư phát triển tăng hơn 38%, giảm tỷ lệ chi thường xuyên. Do vậy, bộ chi ngân sách nhà nước trên 455.000 tỷ đồng và đến cuối năm 2023 nợ công khoảng 44-45% GDP nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Đây là thách thức lớn cho hoạt động thu ngân sách nhà nước năm 2023. Đồng thời, chi ngân sách cũng cần chủ động đưa ra giải pháp kịp thời khi biến động xảy ra. Trước những thách thức cho ngân sách nhà nước năm 2023, 7 nhóm giải pháp đã được đưa ra, trong đó nhấn mạnh đến tập trung tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì đây cũng là một cái giải pháp mà quan trọng trong năm 2023 này vì chúng ta cũng biết rằng là trong suốt từ năm 2020, 21, 22 đến giờ thì có thể nói rằng cái cái mục tiêu về cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước của chúng ta là thực hiện cũng tương đối chậm cái nguồn thu vào ngân sách cũng cũng hạn chế và trong cái năm 2023 này tới đây thì cũng cần phải đẩy nhanh cái nội dung này trên tinh thần là đảm bảo hiệu quả và chống cái không để xảy ra cái tình trạng thất thoát lãng phí. Năm 2023, dự báo nền kinh tế trong và ngoài nước sẽ có nhiều biến động, do vậy dự toán thu chi ngân sách như chính phủ đưa ra đã thể hiện sự quyết tâm nỗ lực, tuy nhiên có thận trọng để phù hợp với thực tế. Vừa qua tại thành phố Hải Phòng, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng đã tổ chức lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể với 30 doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu công nghiệp Trang Duệ giai đoạn 2022-2025 nhằm đem lại lợi ích cho hơn 9.300 lao động yên tâm làm việc. Tổng số công đoàn cơ sở doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu công nghiệp Tràng Duệ, thành phố Hải Phòng là 40 đơn vị với gần 35.000 lao động, hơn 30.000 đoàn viên, Thỏa ước lao động tập thể nhiều doanh nghiệp đã tạo ra mặt sàn ưu đãi chung, góp phần hạn chế dịch chuyển lao động, khuyến khích lao động nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, từ đó góp phần ổn định chính sách của doanh nghiệp, người lao động yên tâm làm việc. Bản thỏa ước nhóm ký kết chính là cơ sở pháp lý quan trọng để người sử dụng lao động và đại diện tập thể người lao động cam kết thực hiện tốt các nội dung đã thương lượng nhằm kịp thời hạn chế tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể không đáng có xảy ra. Phát huy những lợi thế về khí mỏ, khu kinh tế đường ven biển để thu hút đầu tư, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình phấn đấu lấp đầy các cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Trong đó ưu tiên thu hút các doanh nghiệp tập đoàn lớn tạo ra giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường. Cụm công nghiệp An Ninh với diện tích gần 50 ha chỉ sau một năm hoàn thành hạ tầng, cụm công nghiệp này đã có tỷ lệ lấp đầy trên 80% với nhiều nhà đầu tư thứ cấp là những doanh nghiệp tập đoàn lớn trong và ngoài nước có hàm lượng công nghệ cao. Chúng tôi mới đây chúng tôi cũng đã có tiếp nhận hai cái nhà đầu tư về lĩnh vực điện tử sản xuất các cái thiết bị phụ trợ kết hợp cùng với lại tấm panel năng lượng mặt trời. Không chỉ quyết liệt trong giải phóng mặt bằng, huyện Tiền Hải đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, giảm tối đa thời gian đi lại và thực hiện nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ trước kia từ 7 ngày thì bây giờ xuống còn tối đa là 2 ngày đối với thủ tục hồ sơ của doanh nghiệp. Việc niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng ban nhân huyện được niêm yết kịp thời đầy đủ. Ngoài cụm công nghiệp An Ninh thì Tiên Hải có 4 cụm công nghiệp đã được quy hoạch là các cụm công nghiệp Cửa Lân, Trà Lý, Tây An và Nam Hà với diện tích là trên 160 ha. Tất cả các cụm công nghiệp đều đã có nhà đầu tư hạ tầng hiện đang thu hút trên 30 dự án với số vốn đăng ký đầu tư trên 2.500 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp tại các cụm công nghiệp đạt trên 60%. Còn lại là bốn cụm kia thì đang chuẩn bị bàn giao về cái cái cái, cái đất. Và đối với tiền hải thì chú trọng nhất là về cái vấn về về môi trường Và xử lý nước thải cụm công nghiệp là rất quan trọng. Từ đầu năm đến nay, các cụm công nghiệp đã thu hút được thêm 6 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 1.200 tỷ đồng, có thêm 5 dự án được cấp giấy chứng nhận điều chỉnh chủ trương đầu tư cùng với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn, huyện Tiên Hải tỉnh Thái Bình đang tập trung phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và chỉ đạo các địa phương trong huyện thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án nằm trong khu kinh tế Thái Bình. Hôm qua, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cùng với Ban Chỉ đạo 389 của 13 tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng năm 2022, đồng thời bàn các giải pháp tăng cường công tác phòng chống buôn lậu dịp cuối năm. Trong 9 tháng năm 2022, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại không phát sinh các điểm nóng. Tuy nhiên tại một số địa bàn trong khu vực như tuyến biên giới các tỉnh giáp Trung Quốc vẫn xảy ra tình trạng buôn lậu hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc. Tuyến biên giới giáp Lào hoạt động mua bán vận chuyển ma túy phức tạp. Tổng số vụ vi phạm phát hiện được trong 9 tháng là 15.600 vụ, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về những khó khăn vướng mắc liên quan đến giám định chất lượng hàng hóa, chế tài xử lý hàng giả, vướng mắc trong lưu giữ, bảo quản tăng vật đồng thời đưa ra các giải pháp tăng cường công tác phòng chống buôn lậu dịp cuối năm với quan điểm không có vùng cấm. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ khuyến mại có thể lên đến 100% tùy vào lựa chọn của các doanh nghiệp thay cho việc bị giới hạn ở mức 50%. Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo giới thiệu chương trình Tháng Khuyến mại Tập trung Quốc gia 2022 Việt Nam Grand Sale do Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội. không bị giới hạn giá trị khuyến mại, mức giảm có thể lên tới 100% tùy vào lựa chọn và điều kiện của doanh nghiệp. Năm nay, các doanh nghiệp có thể chủ động xây dựng chương trình khuyến mại theo nội dung, hình thức đa dạng, hấp dẫn để khách hàng, người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận với hàng hóa dịch vụ có chất lượng, giá cả phù hợp. Từ các cái doanh nghiệp ấy, thì cũng sẽ phải chuẩn bị một cách chú đáo để cho mỗi một cái kỳ khuyến mại tập trung như vậy thì sẽ chúng ta sẽ đưa ra những cái hàng hóa mà có chất lượng tốt nhất và có những cái ưu đãi tốt nhất dành cho người tiêu dùng. Thì chúng ta cũng biết rằng ở thời điểm này thì khách du lịch cũng hòa vào để tham gia và chúng ta có thông qua đó thì chúng ta có thể thực hiện các hoạt động xuất khẩu tại chỗ và cũng đạt được xuất hiệu hiệu quả rất là tốt. Nhiều giải pháp đảm bảo chất lượng hàng hóa, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cũng được các nhãn hàng lớn triển khai, giúp người tiêu dùng mua sắm an toàn diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến hết ngày 22 tháng 12 năm 2022 trên khắp cả nước thông qua hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử. Chương trình Tháng Khuyến mại Tập trung Quốc gia 2022, Việt Nam Green Sale được kỳ vọng sẽ giúp khai thác tối đa thị trường nội địa, nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cuối năm. Chuyển đổi số đang tác động và ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu. Tại Việt Nam, áp lực từ công cuộc chuyển đổi số đang ngày càng gia tăng, nhiều doanh nghiệp sản xuất vẫn gặp khó khăn trong việc lựa chọn con đường chuyển đổi số phù hợp. Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo Hệ sinh thái chuyển đổi số cho doanh nghiệp sản xuất. Đối với các doanh nghiệp sản xuất khi chuyển đổi số, tất cả dữ liệu phải được liên kết đầy đủ và chi tiết giữa các bộ phận. Như với những nhà sản xuất giày dép lớn, khi chuyển đổi số, tỷ lệ sai sót trên các đơn hàng sẽ giảm xuống gần bằng 0 khối lượng sản xuất ra có thể tăng đến 32%, thời gian ngừng hoạt động của thiết bị giảm 22%. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó trong quá trình này khi thiếu những giải pháp cho phép tùy chỉnh linh hoạt, đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi quy trình làm việc hiện tại để phù hợp với quy trình vận hành của các phần mềm, gây tốn thời gian và chi phí. Lao cốt là xu hướng tiếp cận với chuyển đổi số đang rất thịnh hành trên thế giới. Ở Việt Nam, công nghệ này chưa được áp dụng nhiều cho các doanh nghiệp nhỏ, mà chỉ áp dụng cho các tập đoàn lớn. Vì vậy, chúng tôi mong muốn những công nghệ tiên tiến như công nghệ lao cốt đến thị trường Việt Nam có thể áp dụng cho cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các doanh nghiệp lớn tại hội thảo các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất tiếp cận với các nền tảng chuyển đổi số từ đó có kế hoạch ứng dụng phát triển để tăng năng suất chất lượng nâng cao hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp